Xin báo nói kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 của kỳ án Năm Cam. Năm Cam, người hóa giải ân oán giang hồ Sài Gòn. Dưới trướng của Năm Cam, ngoài hàng loạt những tên tuổi có số má như Lý Đôi, tai Kỳ Béo hết sức quan trọng và lợi hại đã tham mưu cho Năm Cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo con bạc về chơi ở sòng đông nườm nượp. Gia nhập hàng ngũ tâm phúc của năm Cam còn có 6 nhà Thảo Ma, Ba Mạnh, Thành Đô La, Thọ Đại Úy và Mười Đen. Còn phải kể đến những tên giang hồ cộm cán như Luân Điết, Thành Chân, kế đến là Tuấn Tăng gốc Hà Nội, chuyên tổ chức sòng sóc đĩa. Cuối cùng là Cường Hiếp, có đại bản doanh là quán karaoke ôm trên đường Võ Văn Tần, được xem là ghê gớm nhất luôn điếc được năm cam biết tiếng là trung thành và lì lợm từ hồi còn làm cai sòng cho huỳnh tỳ một trong bốn gã du đảng nổi tiếng thời đại ca thai cưu mang gã giang hồ thất thế nhưng có máu liều mạng này năm cam nhẩm tính đến việc dùng luôn điếc vào cuộc thanh toán mà theo y chỉ có luôn mới đủ gan dạ có nhiều điều lợi để luôn có thể sống một cách tạm gọi là cơm no bò cưỡi nhưng không thể trở nên giàu có để luôn lệ thuộc vào mình. Nam Cam cung cấp mọi yêu cầu của tên đàn em điếc lát này trong chừng mực còn kiểm soát được. Luôn gá nghĩa với nữ quái Hà Trề, một người xuất thân từ gia đình tử tế nhưng lại không có chút đàng hoàng nào. Những đòi hỏi quá quắc của cô vợ xinh xắn, trẻ trung làm luôn ngày càng lún sâu vào vòng kiểm soát của Nam Cam. Một chiến tướng khác của Nam Cam khiến giang hồ từ Nam ra Bắc đều nể phục, đó chính là Thành Chân. Thành chân tên thật là Ngô Chí Thành, gã thích đọc tiểu thuyết bỉ võ của nhà văn Nguyên Hồng, rất thích tính cách tên tướng cướp ở Bến Bính ngày xưa. Chính vì thế, gã học theo cái lẽ quân tử như thời Lương Sơn Bạc. Đó là không cậy thế, hiếp đáp kẻ yếu, người lành, mà ngược lại còn sẵn sàng giúp họ khi họ bị kẻ khác hà hiếp, cướp bóc. Với những người thường không có liên quan, họ nghĩ Thành là người lạnh lùng nhưng có tâm. Thành chân có bản lĩnh, khôn ngoan, mọi va chạm đều muốn giải quyết bằng đối thoại. Không đạt được kết quả, khi đó huyết chiến thì Thành luôn là kẻ nắm phần thắng trong tay, vì y biết tiên liệu, sắp xếp và đặc biệt là hiểu đối thủ. năm Cam lớn lên từ sòng bạc, rồi cũng chính sòng bạc đã mang lại cho năm Cam rất nhiều tiền bạc, thế lực. Những ai đã nhận được đồng tiền của năm Cam buông ra sẽ phải bị trả giá đắt nếu không trói chặt đời mình vào sự sai khiến của ông ta, như một kẻ ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Những tên giang hồ đang hành nghề gặp trắc trở, bị truy nã cùng đường, đều đến xin cậu Năm che chở. Hàng loạt đám đàn em lân cận của Năm Cam mua nhà lầu, tẩu xế hợp. Đám quái nhập nhà, bình an vô sự, sau hàng loạt vụ dọn hàng khu thương xá chợ lớn, bình Tây đám quái cũng tung hành khắp các bến xe lam xe buýt hay cũng thông dông đi chợ từ các khu chợ lớn đến chợ nhỏ chỉ riêng đám cướp giặc ăn bay là đại cấm kỵ bị năm cam sẵn sàng chỉ điểm cống nạp bọn này cho cảnh sát hình sự toàn bộ đám quái sài gòn ai biết phận nấy đều phải đều đặn cống nạp hàng tháng cho năm cam số tiền này được năm cam dùng vào chi phí bình an cho các đàn em mánh tình cảm này tạo cho các tên quái cảm giác mình được ông Trùm quan tâm nâng đỡ. Với giang hồ cầu muối, nơi phát tích và thành danh hàng loạt anh chị cộm cán, năm Cam mở rộng quan hệ và hình thành liên kết ngầm với các thế lực khác nhau. Phải kể đến Hiệp Phò Mã, kẻ được giang hồ phong tặng danh xưng đầy tính mỉa mai bởi là con rể của ông Trùm Nam Cam. Hiệp đã có lợi rất nhiều do thỏa xưa từng là tên đầu đường xóa chợ khu cầu muối rồi đến châu phát lai em thành danh từ vụ cạch tay đôi và đâm chết một gái giang hồ giỏi võ và số má giang hồ nhưng không hề bị kết án đây là bí ẩn làm giới giang hồ đâm ra trần mặt lai em lai anh một tên chỉ nhờ núp theo sau sự nổi danh của lai em mà có thể tha hồ làm mưa làm gió một cõi sau lai em là anh em cu báo cu tư còn có tên gọi là tư râu có thể tổ chức các trường gà một cách thuận lợi vì có các ông thầy đứng sau lưng. Với chiếc thẻ cộng tác viên quân báo do 10 điệp, lúc ấy là phó ban phụ trách cấp. Từ râu nghiễm nhiên đứng ngoài vòng pháp luật, do tính cả nể của các vị giới chức công an với ngành quân báo. Lai em còn có sự yểm trợ ra mặt của thiếu tá Ngọc, còn gọi là Ngọc sọ não do bị thương ở đầu trên chiến trường ca, kẻ đã liên kết, làm ăn và thọ lãnh của Lai Em quá nhiều đến độ quên cả mình là quân nhân. Sài Gòn, những năm giữa thập kỷ 90 là thời điểm thế lực của năm Cam bành trướng, biến khu chợ lớn thành lãnh địa bất khả xâm phạm của băng nhóm do y cầm đầu. Lúc đó, Sơn Bạch Tạng, một gã giang hồ máu mặt nhất đất Bắc do Sa Cơ lỡ vận đã có thời gian phiêu bạc vào Sài Gòn. Nam Cam tìm hiểu, biết được quá khứ của Sơn, sinh năm 1962, gốc ở Hà Nội. dáng người thư sinh, nước da trắng bốc nên biệt danh là Bạch Tạng. Giang hồ đất Bắc, người ta chỉ biết đến hai đại gia là Khánh Trắng và Phúc Bồ, còn tên tuổi của Sơn vẫn chỉ là ẩn số. Chỉ vì một vụ va chạm nhỏ mà Sơn vắt kiếm chém Khánh Trắng nên bị công an Hà Nội săn lùng phải vào Nam lánh nạn sống ít lâu dưới sự cưu mang của đàn em sơn tỏ ra khó chịu vì tù túng và lệ thuộc gã có ý định chinh chiến để giành lấy một số quyền lợi sống cho mình và các đàn em như cách đã từng thực hiện ở hà nội gã đàn em vội ngăn lại và hiến kế cho sơn nên nhờ bóng năm cam trước mắt năm cam đưa việc này ra hỏi ý kiến đàn em thành chân gợi ý nên cứu vớt sơn trong thế kẹt để mua lấy chút ân tình Nam Cam tạo điều kiện cho Sơn mở vài sòng bạc để có thêm thu nhập. Gần như quy luật nhưng ít tên dân hồ nào chịu hiểu. Không phải cứ hệ có máu mặt, đâm chém liều mạng là có thể giàu có bằng nghề mở sòng bài. Muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh này, ngoài lòng đam mê đỏ đen như ông trùm Nam Cam, còn có nhiều yếu tố khác mà không ai từ đại ca thai đến sơn đảo đã có được đó là sự nhẫn nại, nham hiểm và thậm chí biết luồn cuối khi cần thiết cũng là một bản lĩnh cần có để trở thành một ông trùm. Sơn không có đủ các yếu tố bản lĩnh như vậy. Thói quen hào phóng vùng tài quá tráng của Sơn không cho phép bành trướng quy mô của sòng bạc, mà trái lại, số vốn ngày càng teo tấp dần. Thời gian có lẽ đã xóa mờ dấu tích tội lỗi của Sơn gây ra trên đất chôn nhau các rốn, Nghĩ vậy, gã quyết định đến gặp Nam Cam, nói lời từ giả để quy cố hương. Nam Cam ngỏ ý tiếc và ra vẻ cố cầm giữ Sơn ở lại với mình. Nhưng trong lòng y mừng thầm vì kè kè bên mình một quả lựu đạn chẳng biết nổ lúc nào, ai mà chẳng sợ. Ngoài việc bảo kê tội phạm, Nam Cam còn đủ uy thế để đúng vai người thương thuyết hóa giải hầu hết những mối ân oán giang hồ Sài Gòn. Câu chuyện sau đây là ví dụ cho thấy cái uy của ông Trùm lớn cỡ nào. Vũ trường VIP trên đường Nguyễn Văn Chim, hàng đêm dân chơi lắm cổ nhiều tiền từ các nơi đến tụ tập ca hát, nhảy nhót. Chủ nhân vũ trường luôn hậu đãi thành chân một chai Hennessy XO miễn phí mỗi khi đến vũ trường. Trong khi Mười Đen, một tay chân thân tính khác của Năm Cam lại phải e cổ mua vé nên rất lấy làm đố kỵ thành chân gã đã cho đàn em dò la lên phương án gỡ bản số giang hồ của Thành Chân. Nửa đêm, Thành Chân rời vũ trường VIP, nhóm sát thủ liền bám sát theo. Đến một đoạn đường vắng, nhóm sát thủ chặn Thành Chân, chém vào lưng, vào vai để gọi là cảnh cáo. Liệu thế chỉ có một mình, Thành Chân mang vết thương đến bệnh viện băng bó và im lặng, không nói một lời, dù biết chắc ai đang đứng sau chỉ đạo hạ thủ mình. Thế nhưng, cánh đàn em Hải Phòng của Thành Chân đi về thành phố Hoa Phượng Đỏ đã đem nỗi nhục của riêng Thành Chân kể lại cho giang hồ đất cảng biết. Thành phố Hải Phòng vốn nổi danh là nơi lần lượt mọc lên những tai chọc trời khuấy nước. Vì vậy, khi nghe chuyện kể lại, giang hồ đất cảng không dễ chịu nỗi nhục này. Quyết tìm kẻ gỡ số của giang hồ đất cảng để tính sổ. Ngồi cùng bàn với cô Lý, một tai dân hồ khét tiếng đất cảng, là một tên cùng độ tuổi, vẻ mặt hung ác lầm lì, đang đánh hơi mười đen. Lúc này, một ả đào thân tính của Nam Cam ngồi xà vào lòng cô Lý, vuốt ve mơn chớn. Cô Lý nhìn qua bạn gái ngầm hỏi, gã bạn lắc đầu, mặt vẫn lạnh như băng. Vốn từng trải kinh nghiệm, ả đào này biết ngay có chuyện không ổn, giả lả mấy câu rồi lui luôn ra ngoài báo tin cho Nam Cam. Nghe kể lại đầu đuôi, y tái mặt biết ngay là có chuyện lớn. Nam Cam với sự nhạy bén bẩm sinh đoán ra ngay cô Lý muốn gì. Suy nghĩ một lúc, Nam Cam gọi điện thoại cho Mười Đen, cao mài gần giọng, ra lệnh cho gã đem đàn em về nhà nằm thủ thế. Nam Cam ngồi xuống với lối nói chuyện khôn khéo, không khó để moi được hết ruột gan của cô Lý. Nam Cam ôm tồn, có lẽ chú hiểu lầm rồi, thằng Mười cũng là thằng biết điều lắm, nếu không dễ gì anh nhận nó về làm thằng em, nhận ra nét mặt chuyển biến trên gương mặt của hai tay anh chị Hải Phòng. Nam Cam biết đã thành công nên tiếp tục ôm tồn, hóa giải hận thù. Rồi từ lúc nào tước luôn khẩu súng của cô Lý đang trực nhã đạn. Trên con đường Long Tranh Hổ Đấu lên ngôi ông Trùm Sài Gòn, Nam Cam đã phải đối đầu với không ít thế lực giang hồ. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi kỳ án Nam Cam phần 5 trên kênh báo nói vào số tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại